Hello, mình tên là Felix và dạo này mình đau lưng. Lý do là vì mình làm việc và ngồi trên ghế mà tư thế không đúng. Và hôm nay mình sẽ tập về và tập yoga và cố gắng cải thiện tư thế của mình. Bây giờ mọi người tập cùng nhau nha. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Travel của Thương Biền. Và mình là Thương, đây là Felix, bạn hàng xóm của mình. Và vì Felix bị đau lưng, do Felix là lập trình viên, ngồi máy tính quá nhiều và ngồi sai tư thế. Với lại là Felix chơi cầu lông và kéo giãn cơ rất nhiều mà không có trả lại cơ sau khi tập nên bị đau. Cho nên hôm nay mình và Felix sẽ là người minh họa cho mình trong video này. Chúng mình sẽ cùng tập một cái bài tập thư giãn cơ. Bài tập này sẽ phù hợp với những người vừa mới tập, vừa mới bắt đầu tập yoga, những người mà có vấn đề về cột sống, hoặc là những người chơi thể thao mà muốn giãn lại cơ, hoặc là những người mà muốn kéo giãn, kéo căng lại cái cơ thể mình, thư giãn cái cơ thể mình, giãn lại các cơ bắp sau một ngày làm việc, hoặc là khi khởi động một ngày thì cũng đều được nha. Nào mọi người sẵn sàng chưa? Mình trải thảm ra và tập cùng Thương và Felix trong bài tập yoga kéo giãn cơ ngày hôm nay thôi nha. Nào mình bắt đầu thôi, mình ngồi thẳng lưng lên, đặt hai tay lên đầu gối của mình. Nào mình mở đẩy cái lồng ngực phía trên về sau một chút. Rồi, từ từ kéo các đốt sống cổ của mình thẳng lên. Mình nhắm mắt và mình lắng nghe hơi thở của mình vài nhịp. Hãy giữ cho cái lưng của mình ngồi thẳng và vai mở rộng. Hãy giữ mình ngồi ở vị trí, cái tư thế nào mà mình thấy thoải mái. Mình có thể là ngồi dựa lưng vào tường, ngồi lên một cái cục gạch hay một cái gối cũng được, nếu mà mình thấy thoải mái hơn. Nhưng cố gắng để cho cái lưng mình thẳng và cột sống của mình có cái đường thẳng tự nhiên. Nào hãy lắng nghe vào hơi thở của mình. Mình thấy nhịp khí đi vào mũi và đi ra mũi nhẹ nhàng. Mình thấy lồng ngực mình nâng hạ nhịp nhàng mỗi khi mình hít và thở ra. Lặp lại một vài nhịp nữa thôi. Rồi mình hít một nhịp sâu cùng nhau, hít sâu vào và mình thở dài ra. Sau đó mình mở mắt ra, open your eyes, rồi mở mắt ra luôn. Cái tư thế đầu tiên mà thoải mái nhất cho mọi người đó là tư thế child pose, tư thế em bé. Rồi Felix ngồi về phía cuối thảm. Đúng rồi, child pose. Hai cái đầu gối, đúng rồi. Mình sẽ giữ cho hai cái ngón chân của mình chạm vào nhau. Mở hai cái đầu gối ra và mình ngồi xuống, lùi từ từ về phía sau. Đúng rồi, lùi xuống. Đối với những bạn mà cái thể trạng người mà cứng như Felix vậy ha, mình có thể lót một cái gối ở dưới cái hông của mình rồi ngồi xuống. Rồi mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đối với những bạn dẻo hơn nữa thì mình hãy cố gắng lùi cái thắt lưng của mình về sau. Lùi từ từ, đẩy về sau, đẩy về sau. Buông ra dần dần, lỏng ra dần dần về phía sau. Và mình sẽ cảm thấy là cái phần lưng này của mình nó sẽ được thư giãn và được kéo giãn ra. Đây là tư thế đầu tiên và tư thế đơn giản nhất mà mọi người có thể tập mỗi khi mọi người bắt đầu cái bài giãn cơ nha. Nào mình giữ đây một chút, mình giữ cho cái cùi chỏ tay của mình chạm xuống sàn luôn và trán của mình chạm xuống sàn luôn. Thoải mái không Felix? Không. Hít thở dài. Hít thở dài, nào giữ đây một vài nhịp thôi. Mình có thể là khép hai cái đầu gối lại hoặc là mình có thể mở hai cái đầu gối rộng ra một chút. Đúng rồi. Và lùi cái hông mình về phía sau. Đúng rồi. Đối với những người mà cứng ha thì ngồi cái tư thế này có thể sẽ hơi khó, tại vì cái phần hông nó không có rớt được nhiều về phía sau á. Mình cứ tập từ từ, nó sẽ lỏng ra dần dần. Nào giữ đây vài nhịp nữa thôi, cố gắng vẫn hít thở dài nha, mình hít bằng mũi dài rồi thở ra bằng mũi của mình thật dài. Nào mình giữ lại một nhịp nữa thôi,
Đây là tư thế em bé nha. Hít vào một hơi sâu, rồi mình nhẹ nhàng chống tay và mình ngồi thẳng lưng mình lên, ngồi mông hạ xuống sàn. Rồi mình ngồi mông xuống sàn trở lại. Bây giờ mình sẽ thư giãn cái phần cổ và phần vai này của mình. Mình chia cái tay phải của mình và chống ngón tay phải xuống sàn, dùng cái bàn tay trái đặt lên cái khuôn mặt bên trái của mình và mình nghiêng cái đầu trái qua, nghiêng qua, nghiêng qua, nghiêng qua một chút tới khi mà cái lườn cổ bên phải của mình nó hơi căng. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ cảm giác là cái độ giãn ở đây, ở đây, và bên này mình chỉ chống ngón tay thôi, lườn cái tay xa ra. Rồi giữ đây một chút, cảm giác cái vai kéo ra và cái cổ chỗ này của mình nó sẽ được giãn ra. Mình giữ lại một chút nha. Hít thở dài, hít thở dài, hít thở. Và nếu mà được nữa, mình có thể là nhấc cái tay này lên khỏi sàn và chỉa dài ra một chút. Bây giờ mình rướn đầu về hướng bên này và rướn cánh tay của mình về hướng bên này. Rồi giữ đây một vài nhịp. Giúp cho cái cổ và vai của mình được kéo, được thư giãn ra. Sau đó mình nhẹ nhàng dùng tay trái nâng khuôn mặt mình lên, đặt tay phải lên đầu gối và mình ngồi thẳng lên. Mình sẽ lặp lại cho bên kia. Nào, chìa tay trái của mình, chống ngón tay trái của mình xuống sàn. Sau đó đặt tay phải vào mang tay và mình nghiêng cái đầu về bên phải một chút. Mình sẽ thấy là phần bên này của mình kéo, kéo xuống theo hướng bên trái, và phần cổ của mình được giãn về hướng bên phải của mình. Nào, cái đường giãn nó sẽ nằm ở đây, rướn 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 qua một chút, một chút, một chút. Đúng rồi, giữ lại đây một chút. Dù cái động tác này là một động tác khá là đơn giản, khá là dễ, nhưng nó sẽ giúp cho mình thư giãn được cái lườn, cái vai rất là nhiều. Và sau khi thấy thoải mái, mình có thể nhấc cái chân, cái tay này lên luôn nè. Rồi nghiêng cái đầu qua, kéo cái tay này về hướng này và nghiêng cái đầu mình về hướng bên kia. Giúp cho cái người mình giãn được một chút, kéo dài được một chút phần lườn cổ của mình nha. Nào, giữ lại một nhịp nữa thôi. Và mình ngồi thẳng lên. Now bring your body back to sit up. Hai tay đặt lên gối của mình. Từ vị trí hai cái tay đặt lên gối, mình mở rộng lồng ngực ra. Mình giữ cái cột sống, cái sống lưng của mình lại. Và mình sẽ xoay tròn cái lưng mình xung quanh sống lưng. Nào, nghiêng về bên phải của mình, rướn về phía trước, rồi nghiêng qua trái, đưa về sau, cuộn cuộn tròn, cuộn bụng tròn. Rồi tiếp tục xoay. Đúng rồi, xoay xung quanh cái thắt lưng của mình. Xoay nhẹ nhàng, rướn nhẹ nhàng. Lắc nhẹ nhàng, lắc về các hướng khác nhau. Giống như là mình giả gạo xung quanh cái thắt lưng của mình vậy đó. Rồi một vòng nữa thôi. Rồi mình dừng lại ở phía trước, rướn về phía trước này, rướn cái cằm ra. Sau đó mình sẽ xoay hướng ngược lại, xoay về bên phải, đưa ra sau. Xoay vòng tròn. Rồi lắc lư theo vòng tròn. Một vòng nữa nha, xoay tròn. Xoay về sau, đưa về phía trước. Và giữ ở đây, rướn, rướn vai về trước, rướn ra. Rướn ra, rướn ra. Rồi mình nâng lên và mình ngồi thẳng lưng lên. Mình sẽ vặn cái thắt lưng, cái phần lồng ngực, phần ngực của mình một chút nha. Đặt tay trái lên đầu gối bên phải của mình, xoay cái tay phải về sau và chống ngón tay xuống sàn. Sau đó mình ưỡn ngực nhìn về sau. Nào, xoắn hết về cửa sổ của mình. Đúng rồi, nhìn ra sau luôn. Động tác này nhớ nhìn cái đùi bên trái của mình và bắt đầu xoay này, mở vai và ưỡn về phía sau. Đúng rồi, xoay một chút, vặn về sau, thở ra, vặn về sau. Rồi mình giữ cái tư thế vặn xoắn này để cái phần lồng ngực của mình được xoắn, được mở ra sau. Nếu mà bạn có thể vặn được sâu hơn, bạn có thể vặn cả cái phần bụng của mình này, bụng vặn ra phía sau, xoắn hết về phía sau luôn nếu được nha. Nào, giữ một chút nữa thôi. Ở ra, mỗi cái hơi thở mình xoắn về phía sau một chút. Một nhịp nữa thôi, nào vặn hết về sau, ở ra.
và mình quay khuôn mặt về phía trước, tay đặt lên gối, thở ra, nào rướn lưng lên, đổi qua bên kia, mình đặt tay bên phải lên gối trái, tay trái chống về sau, nào mở vai ưỡn ngực xoắn và xoay khuôn mặt ra sau luôn, nhớ là ưỡn ngực mình về trước, xoay vai nhìn về sau, thở ra. Thở dài ra. Nào hít thở chậm. Mỗi cái hơi thở mình xoắn thêm một chút xíu. Nào nhịp cuối cùng xoay về phía sau. Rồi quay về trước trở lại. Và hai tay mình đặt lên gối. Nào lắc lư vai và lưng, sau đó mình sẽ chuyển vào tư thế down dog là tư thế chó úp mặt. Rồi Felix chống tay về trước và lùi hai chân về sau vào tư thế down dog. Bây giờ Felix sẽ vào tư thế down dog là tư thế chó úp mặt. Đối với những người mà cái gân kèo của chân chưa thẳng như Felix á, thì thường là khuỵu cái gối một chút để giúp cho cái lưng của mình này, nguyên cái tạng lưng của mình nó thẳng, nó thành một cái tấm phẳng như vậy ha. Đừng cố gắng thẳng chân, bởi vì thẳng chân nó không có giúp cho cái lưng mình giãn ra được, mà khuỵu một chút nó sẽ kéo được ha, nguyên cái phần này này từ cẳng tay tới vai tới lưng kéo căng thành một đường. Nào mình giữ đây một chút nha Felix, giữ chặt lại, rướn về sau giãn ra. Nếu mà mỏi quá mình có thể lắc lư cái hông của mình, lắc qua phải qua trái, đúng rồi, lắc nhẹ nhàng chậm rãi, đúng rồi, lắc qua lắc lại, đúng rồi, thì thấy cái vai và cái thắt lưng mình đều di chuyển hết và được giãn ra sau hết. Nào rướn hết về phía sau. Sau đó mình sẽ bước chân bên trái của mình ra ngoài bàn tay trái. Rồi hạ đầu gối chân sau xuống dưới sàn. Đầu gối chân sau ra nhìn về phía trước. Nào chống ngón tay và mình nhìn, chống bàn tay và mình nhìn thẳng về phía trước. Và để giãn được cái phần hông và phần cơ đùi của mình thì mình lùi cái đầu gối này về phía sau một chút. Bring it back. Nửa. Yes, rồi nhìn cái hông xuống sàn. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ thấy là cái khớp hông của mình nó ép xuống được rất là nhiều nha. Nào để giãn đùi nè, tay trái đặt lên gối bên trái của mình. Tay trái đặt lên đầu gối bên trái. Left hand on the left knee. Yes. Rồi xoay mặt về bên trái của mình luôn. Nhìn về trái, look to the left. Rồi bây giờ ha, mình mở ngửa cái bàn chân trái ra, lật ngửa ra, flip the foot up. Yes, now twist more to the left. Rồi đẩy xa cái đầu gối ra, push it further and look back. Rồi nhìn về sau, đúng rồi. Động tác này sẽ giúp cho cái hông mình được giãn nè, cái cơ đùi của mình được giãn nè, đồng thời cái phần lưng của mình cũng được kéo ra. Cố lên, khó một chút thôi nhưng mà nó sẽ giãn lại từ từ ha. Có thể xoay cái mũi tay về trước cũng được. You can pull your hand forward. Yes, now push. Đúng rồi, cố lên. Cố lên, xoay cái khuôn mặt về sau. Đó, nó sẽ giúp cái hông của mình mở ra được nè. Và phần đùi của mình căng ra. Đặc biệt là những bạn mà chơi cầu lông hoặc là chạy bộ, hoặc là tập những cái động tác mà dùng cơ đùi nhiều á, động tác này sẽ giúp mở lại được cái thư giãn được cái đùi rất là tốt. Cố lên, nhìn lên, ngẩng mặt nhìn lên một nhịp nữa thôi. Hít sâu vào. Rồi, chống tay xuống, thở ra. Mình bước về lại tư thế down dog. Rút chân về sau, down dog, nhìn cái người duỗi ra giãn dài hết về phía sau. Đúng rồi, rất tốt, đó là Felix nhớ được là luôn khuỵu cái đầu gối và tập trung vào giãn cái lưng duỗi dài. Mình đổi qua chân bên kia nha. Nào bước chân bên phải ra ngoài tay phải của mình. Step the left, the right foot out, the right palm. Yes. Rồi hạ cái đầu gối trái xuống. Rồi lùi cái chân trái ra sau. Lùi ra. Mục đích mà lùi ra là để cái khớp hạng mình được xuống nữa. Rồi hiếp tráo, nhấn cái hông xuống. Thì cái phần này của mình bắt đầu căng ra ha. Rồi mình sẽ xoay về bên phải của mình. Đặt tay phải lên đầu gối phải. Mở ngửa bàn chân phải ra. Rồi xoắn này, đẩy ra và xoay cái mặt nhìn về phía sau. Đúng rồi, mọi người sẽ thấy là cái phần vai này được mở ra rất là nhiều này. Lồng ngực mở và cái đùi được xoắn ra. Nào cố gắng giữ trong tư thế này một vài nhịp. Cố lên. Hít thở, đồng thời hít thở đều nữa, hít thở đều. Hít thở chậm vào, xoắn qua một chút, thở ra, đúng rồi. Cố lên, 5 nhịp nha. 5 4 3 2 và 1. Mình chống bàn tay xuống sàn trở lại. Nào đau đó, trở lại, rút về sau. Nhấn người duỗi ra, rườn ra. Rồi, kéo dài lưng trong tư thế đau đó. Duỗi về sau, giãn dài ra phía sau. Lắc lư hông và vai. Lắc qua phải qua trái một chút. Duỗi cái lưng mình trở lại về sau.
thở ra. Lần này mình sẽ tập cái tư thế pigeon, tư thế con mồ câu. Nào, đưa cái đầu gối phải về phía trước nè, đưa cái đầu gối phải về dưới cái cùi chỏ tay phải của mình, sau đó hạ đầu gối trái xuống, đầu gối trái hạ xuống sàn, và mình bò tay về phía trước một chút, hạ cùi chỏ tay chạm xuống sàn. Đúng rồi, và nhìn về phía trước. Chỉ cần giữa thôi, đây thôi này, là những bạn mà cái thể trạng mà cứng á, là cái hông đã được giãn ra rồi. Mình không cần mở cái chân này cao lên phía trên nào, chỉ cần chìa nó về phía sau như vậy này. Cái chân này tạo thành cái đường chéo á, và cái đùi này của mình siết và rướn được về phía sau. Đúng rồi, nó sẽ giúp cái hông của mình được giãn ra. Nào, cố lên, giữ cái cùi chỏ dưới sàn thôi cũng được, và rướn cái vai về trước, đừng cụp xuống. Giữ đây, 5, 4, 3, 2 và 1. Nào, chống bàn tay xuống sàn và rút về lại down dog. Nhón cái mũi chân sau, quỷ gối bước về down dog. Đúng rồi, dẫn ra sau, stretch to down dog. Đổi chân, đưa cái đầu gối trái về phía trước, quỳ chỏ cái tay trái, lùi chân bên phải ra sau. Rồi mình úp cái chân phải và lùi đầu gối ra phía sau một chút. Đúng rồi, và mình tìm cách mình hạ được cái cùi chỏ xuống sàn. Đúng rồi, đúng rồi. Thấy cái người mình thẳng này, và lưng mình rướn ra, kéo một đường từ sau về phía trước. Giữ đây một chút ha. Hít thở, cố gắng hít thở dài. Hít thở dài và giữ cái cổ của mình ha. Cổ này thẳng hàng với toàn bộ cái sống lưng của mình. Đừng cúi xuống. Rồi, giữ 5 nhịp nha, cố lên. 5 4, rất tốt, 3 2 và 1, rút về down dog trở lại. Bám bàn tay, mình lại nhấn về sau, duỗi ra, duỗi trong tư thế down dog, ép lưng, lắc vai, lắc lưng và nhấn cái người giãn ra phía sau. Thở ra, sau đó hạ hai đầu gối của mình chạm xuống sàn, knee out and hand out, hai cái đầu gối chạm xuống, hai bàn tay chạm xuống, mình lắc lư. Tư thế này là tư thế 4 điểm. Lắc lư hông vai, lắc lư người mình về hai bên. Nào, mình giữ cho cái hông vuông góc, cái vai vuông góc và nhìn thẳng vào một điểm phía trước của mình. Giữa này mình sẽ mở cho cái phần hông và cái phần vai của mình một chút nha. Nào, xoay về bên phải của mình. Look to the right, vươn tay phải lên trời. Rướn cao, mở tay phải ổn lên. Chui tay phải vào dưới tay trái, chui qua, bò qua cho tới khi vai nằm xuống sàn luôn. Đúng rồi. Và bò cái tay bên này của mình vươn qua mang tay, tay bên trái của mình qua mang tay. Đúng rồi, bám về phía trước và lật cái lồng ngực lên, lật lồng ngực lên. Rồi, tay phía trước của mình úp bàn tay xuống sàn. Rồi, bây giờ thăng bằng. Giữ cái đầu gối bên phải cố định, cố gắng nhấc cái chân này lên, nâng đầu gối lên khỏi sàn. Point the toe, lift the knee up. Nâng đầu gối lên. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, mình thấy mình mở ra được nhiều không? Phần vai mở ra được rất là nhiều nè. Phần lồng ngực mở ra. Cố lên Felix. Giữ đây một chút ha, để vai mình mở ra, để lồng ngực được mở ra. Và bây giờ thử thăng bằng một chút này ha. Nhấc cái chân này lên khỏi sàn, cao lên, nhấc lên, nhấc lên trời. Đá lên trời, chân bên này đâu, chân này đá lên trời. Yes, cao hơn nữa, đúng rồi, đúng rồi. Then point the toe, chỉ cái mũi chân ra. Rồi, giữ chặt ở đây. Cố lên, đúng rồi, giữ chặt, hít thở dài. Hít thở dài. Rồi, hạ đầu gối trở lại xuống sàn. Đầu gối hạ xuống sàn, bring it back, back. Đúng rồi, kéo tay trái chống về gần khuôn mặt, chống về gần khuôn mặt của mình. Xoay về bên phải của mình, face to the right. Nào, nâng lên, vươn tay phải lên trời. Tay phải, lên, lên, vươn lên trời, rướn lên. Đúng rồi, chống xuống sàn, về lại 4 điểm. Lắc qua, lắc lại nhẹ nhàng. Nào, đổi bên nha. Xoay về bên trái của mình, vươn tay trái lên trời, face to the left and raise your left hands up. Vươn lên, đường cao lên, cao lên. Rồi chui qua, chui cái tay vào dưới tay bên kia, và cho tới khi vai mình nằm xuống sàn. Đúng rồi, tay bên phải của mình sẽ vươn theo mang tay và dưỡng dạn thẳng ra. Đúng rồi, bây giờ cố gắng lật cái vai về bên cửa sổ một chút, lật một chút, lật một chút, mở lồng ngực ra. Rồi, và mình sẽ tìm cách nhón cái mũi chân sau, nâng đầu gối sau của mình lên khỏi sàn. Và khi nào thấy thoải mái, mình bắt đầu cố lên ha, nhấc chân sau của mình lên khỏi sàn luôn nè. Bring the leg to the sky. Now, cao
cao nữa, point the toe. Yes, đúng rồi, nâng cái chân sau lên và chỉa lên trời. Đúng rồi, bây giờ giữ thăng bằng lại. Trong trường hợp mà bạn không giữ được, bạn bị ngửa ra sau cũng không sao hết nha. Giữ lại một chút. Hít thở chậm. Cố gắng, hãy hít thở đều luôn cho cái hông mình mở ra và cái chân đã cao lên một chút nha. Một nhịp nữa thôi. Rồi, hạ đầu gối xuống sàn. Rồi, chống tay phải về gần khuôn mặt. Xoay về trái, lật tay trái lên trời trở lại. Tay trái vươn lên trời. Lép ạ. Yeah. Rồi, hạ xuống sàn trở lại. Lắc lư nhẹ nhàng. Lắc lư, lắc lắc nhẹ nhàng người. Và mình sẽ vào cái tư thế thư giãn nữa, đó là tư thế em bé. Nào lùi về sau, lùi về chậm, 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 lỏng xuống. Lỏng xuống, thở ra, đúng rồi. Thư giãn về sau, thở dài ra. Giữ tư thế một nhịp nữa thôi nha. Hít chậm, thở dài ra. Nào một hơi thở nữa thôi, hít vào sâu hơn. Rồi chống tay, mình sẽ ngồi mông xuống sàn và đá hai chân của mình về phía trước. Rồi hai chân đá về phía trước, mông ngồi xuống, hai tay nằm lấy gối của mình. Ưỡn cái lồng ngực lên, giữ cho lưng thẳng. Trong cái tư thế ngồi này nó sẽ giúp mình chỉnh lại cho cái lưng của mình thẳng lên á. Giữ đây một chút xíu. Hít thở dài. Hít mũi dài. Thở ra bằng mũi dài. Ở cái tư thế này, mình hãy mở hai cái đầu gối ra một chút. Separate it a little bit. Yes. Sau đó mình nghiêng cả hai cái đầu gối của mình về một bên, rớt xuống. Và đưa hai tay ra sau, xoay người vặn ra. Mình sẽ bò cho tới khi tay bên này đưa vào trong thảm của mình luôn nè. Tay bên kia ở mép thảm của mình. Rồi bắt đầu xoắn nhẹ người, cúi xuống từ từ. Cúi từ từ cho tới khi trán nằm xuống đây. Now put your forehead, forehead out. Xuống từ từ, đúng rồi, chậm. Và chia cái cùi chỏ của mình lên trời. Đúng rồi, mình giữ đây một chút. Để cái lưng trên của mình xoắn một chút. Vai mình xoắn một chút nha. Hít thở nhẹ nhàng. Hít thở nhẹ nhàng. Nào một nhịp nữa nào, hít vào. Rồi chống chặt bàn tay, nâng người lên. Nâng lên, lên, lên và ngồi trở lại. Ngồi thẳng lưng lên. Back. Rồi, ở lên. Mình sẽ đổi về hướng bên kia. Hai cái đầu gối hạ về bên trái, bên phải, bên trái của mình. Xoay tay về phía sau. Chống tay và vặn người. Rồi, từ từ hạ cái trán của mình xuống. Trán hạ xuống từ từ. Đúng rồi. Và cố gắng chỉ cái cùi chỏ này của mình lên. Rồi, giữ lại đây. Giữ và cảm giác vào cái độ xoắn, độ vặn của lưng mình. Hít thở nhẹ nhàng. Hai nhịp nữa thôi, cố lên, hít vào. Thở sâu ra. Rồi, rất tốt. Hít vào sâu. Rồi chống tay, nâng người lên, nâng lên. Lên, lên và ngồi lên trở lại, ngồi thẳng lưng lên. Và khép hai bàn chân vào, hai tay nắm lấy đầu gối của mình, đan đan đầu gối, đan tay vào trước gối. Ưỡn lồng ngực lên nào, mở cái lồng ngực và mình ưỡn lưng lên. Nhắm mắt, hít thở vài nhịp dài. Sau đó mình nằm ngửa ra, nằm lưng xuống sàn, nằm ngửa ra thảm luôn đó Felix. Nằm ngửa. Cái đó là nằm sấp, nằm ngửa ra, lật ngửa lại, đúng rồi, nằm ngửa ra. Đối với tư thế này, mọi người khuỵu cái đầu gối và ôm gối vào ngực. Nào khuỵu gối, ôm cái đầu gối vào lồng ngực. Hai, đúng rồi, ôm đầu gối bên trái của mình vào lồng ngực này. Ôm và ép chặt xuống, ép căng xuống. Và mặc dù cái chân này của Felix không có ẩn được xuống sàn nhưng mà cố gắng này, chìa cái mũi chân lên và đẩy xuống từ từ để nó căng cái chân này của mình ra này. Đồng thời chìa cái mũi chân này lên trời. Giữ như vậy ha. Và cố gắng nhấn được cái thắt lưng xuống, cái vai của mình ép xuống luôn. Giữ lại đây một vài nhịp. Thoải mái không? Thoải mái. Thoải mái, ok. Rồi. Sau đó mình ép cái đầu gối này về hướng bên phải của mình. Qua phải, cái đầu gối thôi. Rồi gỡ tay này ra, kéo xuống, ép xuống, ép xuống, ép xuống. Và dùng tay bên này nhấn cái gối xuống. Rồi xoay mặt về hướng cửa sổ của mình.
rồi vặn ra. Rồi cảm giác cái độ xoắn, độ rướn, vặn của cơ thể mình. Xoay hết mặt về bên này luôn. Rồi, buông ra một chút, buông cái vai này ra một chút, thở ra. Đúng rồi, thở ra. Giữ đây một chút xíu nha. Rồi, nâng lên trở lại và duỗi thẳng chân ra. Thẳng chân ra, đổi bên. Ôm đầu gối vào và hạ vai xuống. Thường mà có một lỗi mà những bạn mà cứng hoặc là những bạn mới như Felix á, là thường nhấc cái vai lên á, đừng nhấc lên ha, rớt nó xuống sàn này, ép cái vai xuống, đần xuống và ôm cái gối sát vào người của mình. Đồng thời cái chân kia chỉ mũi chân lên nhìn nó xuống sàn, cho nó căng ra dần dần, giãn ra dần dần. Cố lên giữ lại một vài nhịp. Hít thở dài, cố lên hít thở dài. Rồi sau khi mình thấy thoải mái cái lưng rồi, ép đầu gối về bên kia, dùng tay kéo xuống. Đúng rồi, vặn vai, mở về hướng ngược lại rất tốt. Giữ ở đây, giữ lại một vài nhịp. Hít thở vài nhịp, vai sẽ xoắn về một bên và lưng sẽ được mở về một bên. Nào, hít thở một nhịp nữa thôi. Rồi quay về giữa và ôm gối vào ngực. Ôm cả hai đầu gối vào lồng ngực của mình. Ôm chặt vào. Đúng rồi, ép lưng xuống sàn. Nhìn cái thắt lưng và vai xuống sàn. Và mình có thể lắc lắc qua hai bên. Lắc qua phải, lắc qua trái. Đúng rồi, giữ cái vai lại lắc cái lưng thôi. Lắc qua này, lắc lưng thôi. Vai giữ lại, đúng rồi, lắc qua. Lắc lại bên này, bên kia, đúng rồi. Lắc và mình sẽ thấy là thắt lưng của mình được thư giãn rất là tốt. Thoải mái, rất là thoải mái không? Thoải mái. Rồi, chỉ cần như vậy thôi là mình đã trả lại được cái cơ bắp của mình sau khi mình chơi thể thao rồi á. Mọi người dạ, thẳng cái chân ra, nằm ngửa ra, rồi duỗi dài tay ra, vươn tay qua quả đầu. Kéo giãn cái người ra, rướn từ tay, từ chân, kéo căng thành một đường, rướn hết ra, ưỡn ra. Rồi, đã lỏng xuống sàn. Nếu mà mình có thời gian thì mình cứ nằm ngửa đây, nghỉ một vài nhịp. Hoặc là nếu mà bạn gấp quá thì bạn chỉ cần hít thở 2-3 nhịp nữa thôi. Rồi chống tay, sau đó mình chống tay và mình ngồi lên. Chống tay và ngồi lên luôn, quay về lại ngồi, sit up, yes. Rồi, ra mình lại lắc lư cái người qua phải, qua trái. Lắc lư nhẹ nhàng, shake it side to side. Buông lỏng ra và mở vai ra. Rồi ngồi thẳng lên. Nào, hít một hơi dài vào. Rồi thở ra. Và cảm ơn mọi người, namaste. Mục đích của tụi mình khi làm cái video clip này là mình muốn chứng tỏ cho mọi người là yoga không chỉ là những cái người thể trạng nhỏ và săn chắc hay là gọn gàng như mình mới tập được yoga, hay là mềm dẻo như mình mới tập được yoga, mà kể cả những người cứng, những người mà cái tay chân rất là lòng khòng, rất là khó kiểm soát như Felix, như những bạn rất là cứng khác nữa cũng có thể tập được yoga. Cho nên tùy vào cái bài tập, tùy vào cái động tác, tùy vào cái thể trạng của mình mà mình lựa chọn cái loại hình yoga phù hợp, cái bài tập phù hợp. Khi chơi thể thao xong hoặc là khi thức dậy, bạn hãy kéo giãn cái cơ thể bằng một vài cái động tác đơn giản như vậy sẽ giúp bạn thư giãn lại cơ bắp, lấy lại được năng lượng cho cơ thể của mình nha. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người trong cái video clip lần sau. Thank you, Felix. Yeah.